Rồi tới quất luôn à. Hơn ngoài. Cái này giấu con dĩ mồi nè. Hang cạn quá. Đâu đào thử đi. Thử. Móc luôn, cạn mà lấy tay móc luôn được, ăn cạn mà. Ăn hàng sao mà thúi gì tay chưa, tay chưa. Ăn với cơm giờ tháng này nó cũng cạn à. Nó chừng thấy gì à? Rồi, một con rồi gãi càng à, gãi chân. Ủa bắt được con nữa hả? Hai con chào mọi người nha. Với em hai nhỏ đi lên bắt mang đu qua, nó đi nó gặp mất giờ quá chừng không, mình không có đi không quay được. Hôm nay lên bắt quay cho mọi người coi, không biết còn không, ở ngoài hay trong sạch trong ha. Cây dừa với cây gì không biết, nó bắt quá chừng. Còn cây dừa thì nó nói còn đang ăn, với con nhỏ nó không có bắt. Bữa nay mình lên bắt quay cho mọi người coi nha. Còn thằng kia nó đi thả bơm à. Giờ nó đi thả bơm mấy tối người ta đi cạo, người ta giẫm nổ. Đây phải là một dưới kìa, vừa đi vừa coi có dưới cơm sôi. Ê nè, này mới vô mới bắt được con già này ở miệt người ta kêu cái gì kiến dương gì đó, mình cũng không rành ra cái vụ này. Này không lấy cái thùng này đừng, mấy con già này ăn mình ăn sống này ngon hơn cái mình làm chín. Còn bắt mấy con non về là chiên lăn bột. Đang con nữa mà con này nó nhỏ hơn. Cái này cây cao kỹ cái gì của người ta bỏ, nó bị mấy con đuông ăn người ta bỏ. Đó. Chặt ra. Quần oan. Nó bọng mà, lấy trúc ra được không? Dựng lên, dựng đầu này nè, dựng đầu này lên nè. Dựng lên.
cái tó ra. Đây nè, cái chuối này. Có, kìa, có ra. Một con. Bò lúc nhúc. Coi chừng có kén đập bể kén á. Cái này để nước ấy vô ủng ủng thì nó hôi quá. Vô. Đầu dạch cái kén này, dạch sơ cái đầu kén có. Thì có nè. Này hồi bắt đầu luôn rồi, cái con này nó cũng mới làm kén chui vô. Cái này cũng nhỏ vậy mà nó làm kén nè. Vô luôn. Mày tháo bơm xong rồi hả? Ủa, này, cái nữa. Không phải kén. Tao hủ nó khai. Hù quá. Dính quần hay gì không? Ủa này. Ủa cây này luôn. Cái đọt này biết có không? Kéo ra. Trời, nó xuôi chui xuống đất luôn rồi, mọi người. Ha. Cái gì vậy? Nó, con gì? Nó đó. Nó chui vô miếng vải. Nè, bây đó nó kìa. 5 con. Mình ở dưới này nè. Lấy cây này lên. Chặt bước đầu anh còn. Chặt cái này không mà tính. Tại đi. Bước đầu anh còn. Lâu ra ngoài đi, lâu ra ngoài. Đem ra đây nè. Đem ra cho nó sạch. Chặt cho nó rộng ra cái chút ra. Trời ơi, nó đùng quá chừng luôn nè. Nè. Dưới nè, nhặt lên, nhặt lên. Lấy cây cái gì ai. Nó quá chừng đó. Trọc nhẹ nhẹ coi chừng bể đó. Có không? Mới đóng kén. Chùi xuống dưới à. Đó. Quá ngọt. Từ. Nè. Cũng cục kiện đó. Đây em. Đây. Con nhỏ quá. Từ tánh bổ nó ra. Đây mọi người. Nó tự bò ra tính. Luôn. Nay mình bò ra luôn nè, có lỗ nè, nó tự chui luôn nè. Nắm đầu ra. Kéo ra. Nói không? Phải chừng đứt. Nè, từ đây con bò đây nữa nè. Thôi bỏ ra đi, để tí xíu nữa. Đây. Quá chừng luôn. Nè, nằm trong hang. Ở trong cái lỗ nè. Nè. Đây nè. Mấy cái lỗ quá chừng trong này nè. Lấy cái chai bỏ vô cô cú. Sao đi lại. Chai đào chứ. Bắt đây không luôn. Rồi thả xuống đấy, bỏ vô rồi dở lên thả xuống trút nó ra. Nổi không? Bắn xuống. Từ từ đi. Đây. Đây. Hai con một lượt luôn. Ủa, không còn. Con. Nè, chặt ngay bên này, chặt xuống. Này. Chặt này, coi chừng. Cái đồ của mày đâu cô?
Thôi bẻ ra, trút xuống. Ý có con gì? Bỏ lại. Tàu trong giò luôn. Nè nè. Nè nè. Nè đây nè, ở đó. Đó, chu lên hay gì. Trong này nè, trong này nè. Rồi chu vô luôn à. Rồi trút nữa coi, trút nữa. Cá. Đây, nó trẻ rớt, rớt xuống quá trần. 4 con. À, 4 con rớt. Nó. Trên này nó quá, trên này nó quá dồi quá trần luôn mọi người. Này nó không có à, hôm nay bị thúi nó dội ăn. Dội quá chừng. Tánh nè. Tánh ra. Quá chân luôn rồi. Lên hết rồi. Rồi gì cũng mệt nữa chứ. Cái. Cái này nữa nè. Này cán nè. Con này bể luôn nè. Này cán nè. Lục nha ba trời. Ờ, phải, con nào bể bỏi. Này bị xịt bể cho tôi. Nè, để hai cái chân bể nè. Ít kén. Kén nè. Đây kén. Này, đây cá nữa nè. Ê, con già nè. Bỏ luôn. Con nè. Đây. Ok. Đây chưa. Trút trút nó dầu dỗ con rớt ra. Nè ở dưới nè. Chừng bè đè bởi hết chưa. Khúc trên nó bị nước nó ủng quá cái nó thối hết rồi. Con già hả? Thối quá dầu quá chừng. Nè. Đó. 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 Con này. Con già. Con bự đã không? Còn do. Nè dưới nè. Nè nè. Ồ, oh, ba con vô chỗ luôn nè mọi người. Nè nè. Nè, một con nè. Hai con nè. Ba con nè, đó. Ba con vô chỗ. Còn mấy cái chỗ kè kẻ nữa nè. Họ bắt. Bỏ vô. Bỏ này rớt chứ. Này về. Được không? Bổ bên hông nè. Bổ bên hông nhẹ thôi. Cụ đánh ra. Ừ, cái cháu nào ấy coi chừng ấy. Có con ở đây nè. Ừ, con cái. Ừ. Ừ, dế chui ra. Dế cơm chui ra mọi người. Đông quá. Đông quá đông à. Trời ơi, có hai khúc cây mà vô đây nè. Cầm bỏ bánh đi. Để đây. Này. Hình như cái lông này nữa không? Không ra luôn ta.
Đây anh này chui ra nè, đó chui ra bự nè. Ê, rớt đó, bốn con. Con này cái đầu nó ra ngoài thôi. Bỏ vô. Bỏ cả xuống. Chặt rải luôn cái vừa mọi người. Cá. Cây còn mất nữa dở quá. Đâu rồi? Đây, một bé Lê Văn Đạt. Hai con. Con này trắng. Bỏ vô. Chui ra, chui ấn vô. Bốn em. Cái khúc góc này nó được nhiều. Nó chưa tới. Chưa có bị cái nắng. Đó rồi, con gì đó mà nhỏ xíu chưa không? Ăn gì? Mày tăng tinh. Hôm qua con còn gặp con bọt bạn nữa. Kia. Mày làm cái chi đấy? Ôi mày quốc vừa hồi là nó bể rất ngon à. Một xíu đây luôn. Về bỏ lá chuối cho nó ăn sạch hết. Con dừa mà ăn lá chuối không. Để cho hỏi bò hết cô. Cưng dữ kìa. Cưng trở đầu. Đây. Ôi, hết rồi. Đây, đây, đây. Trốn hả bự. Đây, trốn. Đây, ngó đây. Vô, một, hai. Dễ cơm mà đu bấm cái nó nhảy bẻ cái chân bún đi tao nước không à. Ấy cắt rộng rộng là đổ luôn đi để ủa mấy già chết hết hay gì ta? Mắt mấy già coi mắt mấy già coi coi còn sống sống hay chết à? Sống. Đẻ cái chân gà đó. Sống. Cắt đầu hết hả? Cắt đầu. Thôi cắt. Nhắc sơ đấy thôi, cái đầu ăn giòn. Nhắc sơ cái trên á. Ở trên nè, trên cái miếng nè. Để cho nó ấy chiên cho nó chân hết nước rồi. Rồi đó rồi đó. Cái đầu ăn giòn đem đi nhắc cổ uổng. Nữa bỏ vô, bỏ nhiều nhiều đi, chiên sợ hết hả? Xịt mỡ bỏ vô rồi chiên trở trở này nó nè, coi chừng ấy à, trở lên vàng hết không đổ đây. Được,
còn leo ngoe nữa, leo ngoe đó, còn lên bự bự lên, cắn xuống, rồi. Mắt kêu con đèn ưng đi cái đi cái nát mất trắng rồi mới bữa thấy có cây gì. Sao quá ăn mấy con vừa sao?
Ngon không? Nó không sợ được. Chấm nè. Đây ngon hơn nữa. Chấm nè. Kêu chị hai qua ăn. Cái này con bột ăn đi mất chú luôn. Đỡ để sống rồi nó ăn nước không. Con gì trong đó không? Ta gắm mặt tiền rồi thấy còn nè. Đâu ăn đổ hết cho mấy con ăn gì á? Cô không lạnh gì cô cố ăn chi cho cố giờ ăn không hết bỏ cũng lạnh nhưng mai chiên lại giờ nóng ăn chiên lại ngon lạnh gì nữa ngon chiên giòn ngon nóng lạnh chả thịt chiên được này chiên được bật lên chả nóng bỏ giờ ăn thì phải đổ đổ ăn đổ lạnh mà cái chiên lại nè ăn bỏ ủ bỏ cũng lạnh đi chừng nào chiên ăn cái chiên lại mai chiên nóng lại ăn nữa ăn làm thử nè đẹp. Con nói giờ thứ gì không nè? Cháu vàng nó không ăn cóc, không ăn gì nha. Có nghe mùi cóc mùi ấy là không gì ăn, mà con nhỏ này ăn hết gì không? Này rắn hết cũng rồi siêu lớn luôn chứ hết. Có đèn. À, ăn không? Thử rồi, ăn không? Này không ăn ta cho con đen luôn á. Rồi. Con nhỏ này, cái con này là con tiểu thư nè. Còn con kia nè, đó. Nó làm như là nó có con tự đó. Đó, nhà nè. Ăn con kia là con chó, nên thành con chó này không chút cút không ăn gì hết. Con cho đèn là cho đực đâu ta. À con sợ à, trong sà mâu nè. Sà mâu à, sà mâu dớt rồi ở nhà này có con ngon con này là con nó thuộc là con vua con chúa vậy mà nè. Nó đi bọt cho nó có. Đâu phải tự nhiên nó căng lên tự nhiên nó căng. Đi nè, là con đi nè. Rửa ai? Không ăn luôn. Cho con đen kia luôn đi. Còn giật lên con nhỏ nữa. Đây đây, cho con cho xà mâu luôn coi. Xà mâu. Thôi video mình cũng tới đây kết thúc rồi nha mọi người. Chào mọi người nha. Có gì thấy video mình hay và có gì đăng ký và ủng hộ mình nha. Không nữa con gái coi. Con gái mà. Con gái đặt trên đó.